Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình thời sự của Vũ TV. Kính thưa quý khán thính giả, trong vụ việc Hồ Duy Hải, một vụ án hình sự được kéo dài hơn 12 năm qua, nó không phải chỉ đơn thuần là câu chuyện về một mạng người, nó là câu chuyện của nền tư pháp. Và khi đã nói đến tư pháp thì nói đến các vị thẩm phán, hệ thống viện kiểm soát, hệ thống tòa án và cơ quan điều tra. Đó chính là ba kết cấu quan trọng nhất trong hệ thống và thiết chế quyền lực của một nhà nước. Và khi đụng chạm tới thiết chế quyền lực thì cần sức mạnh. Ở trong chính trị đó là điều tất yếu. Nhưng cho tới tận thời điểm hiện tại, chúng ta thấy Hồ Duy Hải may mắn giữ được mạng sống. Vì qua bao kỳ, những khuất tất trong vụ việc này do những sự đấu đá giữa các phe nhóm mà Hồ Duy Hải có thể sống tận ngày hôm nay. Vì thế nên, một số vị cử tri giờ đây đã nhận ra rằng nếu muốn cứu được Hồ Duy Hải thì ông viện trưởng Lê Minh Trí cần có một thế, một lực rất mạnh đủ để bẻ hay bật lại chánh án Nguyễn Hòa Bình. Nói theo ngôn ngữ bình dân là không dễ dàng gì bật lại ông chánh án Nguyễn Hòa Bình vì ông ta là ủy viên trung ương, là chánh án của Tòa án Nhân dân tối cao. Ông viện trưởng Lê Minh Trí cũng cần phải biết được rằng ở thời điểm hiện tại về thế và lực ông vẫn còn yếu hơn nhiều so với chánh án Nguyễn Hòa Bình. Và vì thế, có thể thắng được ông chánh án Nguyễn Hòa Bình cần có một lực lượng, những người là đại biểu quốc hội, những người có tiếng nói, có thực, có lực. Chẳng hạn như nếu có được sự ủng hộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó sẽ là một lợi thế. Đại hội 13 sắp tới, nó là một bước chuyển của quyền lực, nơi mà ông chánh án Nguyễn Hòa Bình muốn đặt chân tới là Ủy viên Bộ Chính trị. Đây chẳng phải là đâm bị thóc, chọc bị gạo hay chia rẽ phe nhóm, nhưng thực chất trong chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị của Việt Nam và dường như cũng là một điều quen thuộc ở bất kỳ một tổ chức nào, nếu như muốn thắng, cần phải mạnh. Vì thế nên tôi rất đánh giá cao trong cuộc tiếp xúc cử tri, có rất nhiều vị cử tri đã đề nghị cần phải điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải. Đáng chú ý, trong buổi tiếp xúc ngày 22 tháng 6, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã cùng với các vị đại biểu quốc hội khác gồm ông Huỳnh Thành Đạt là Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ông Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11 sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 14. Đây là một động thái tiếp xúc cần thiết và những vị này đã có chung quan điểm liên quan tới vụ Hồ Duy Hải. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành, quận 11 đề nghị rằng nếu tổ chức điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cần phải điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ông Đặng Văn Rành cũng đặt ra câu hỏi, theo quyết định số 639 QĐ-CTN ngày 17 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước vẫn còn hiệu lực, vậy quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có đúng pháp luật hay không? Vị cử tri này đặt câu hỏi, kết quả 17 trên 17 vị thẩm phán biểu quyết là không đúng pháp luật, tại sao? Cử tri Rành nêu lên, xin trích nguyên văn, trong trường hợp Ủy ban Tư pháp và Quốc hội yêu cầu điều tra lại thì tôi đề nghị điều tra để xác định có hay không hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Tôi theo dõi trên báo chí thì có phản ánh về việc rút bút lục, thay đổi, điều chỉnh bút lục hồ sơ vụ án. Cũng quan tâm đến vụ án này, cử tri Nguyễn Duy Trung, quận 10 cho rằng cử tri rất tâm đắc về cách xử lý của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khi kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Ông Trung nói, báo VTC trích dẫn, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có đề nghị xem xét giải quyết vụ án Hồ Duy Hải. Do đó, tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội dành thời gian giám sát không chỉ vụ Hồ Duy Hải mà về các vụ án khác. Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri Đặng Văn Rành, đại biểu Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết sẽ ghi nhận và tiếp thu, khi có dấu hiệu và cần thiết thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Lời nói này của ông Viện trưởng Lê Minh Trí đã được báo chí đăng tải lại. Nó cũng là một dấu chỉ cho chúng ta thấy rằng ông Lê Minh Trí dường như biết cách để điều phối và điều hợp vụ việc này. Theo ông Lê Minh Trí, Viện Kiểm sát có chức năng kiểm sát trực tiếp giải quyết tố cáo, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử. Tuy nhiên, tùy theo mức độ và tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát Nhân dân thấy đủ căn cứ điều tra hay xử lý hành vi sai phạm. VTC là một tờ báo mà có thể nói có xu hướng muốn kết án tử hình Hồ Duy Hải. Nhưng trong những ngày vừa qua cũng đã trích lời của ông Viện trưởng Lê Minh Trí, có người nói rằng dường như gió đã đổi chiều với việc sắp xếp cử tri, để rồi qua đó báo chí tường thuật lại ý kiến của họ một cách rõ ràng về việc cần phải điều tra cơ quan
Công an tỉnh Long An cũng đồng thời là bẻ đi một nhánh quyền lực những người tiếp tay trong vụ việc này. Đồng thời, khi mà ông Viện trưởng Lê Minh Trí trả lời chất vấn về việc liệu quyết định của 17/17 vị thẩm phán là có đúng pháp luật hay không, thì đồng thời ông cũng đã kình chống lại và khi bảo vệ quan điểm của mình. Chúng ta nhìn thấy một thái độ tự tin và sự ủng hộ của dân chúng đối với ông Viện trưởng Lê Minh Trí. Tuy nhiên, sự ủng hộ của dân chúng nó sẽ chẳng đi tới đâu, bởi vì những người làm trong hệ thống chính trị họ có quyền lực và có sức mạnh của riêng mình, mà nói như dân chúng hay nói là ý kiến của nhân dân cũng chẳng đi tới đâu. Tuy nhiên, nếu ông Viện trưởng Lê Minh Trí là một người có thực quyền, có thế, có lực và có người ủng hộ đằng sau, thì ắt hẳn ông chánh án Nguyễn Hòa Bình, một tình trạng mà chúng ta có thể nói là không có tương lai nếu như không muốn nói là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị huy hoàng của mình. Chúng ta cũng sẽ chờ xem ông Viện trưởng Lê Minh Trí và ông chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ đấu đá nhau như thế nào trước Đại hội 13. Như qua các bài phân tích của Vote TV đăng tải, ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Trung ương hai khóa 11 và 12, hiện là thành viên Ban Bí thư, năm nay 62 tuổi. Ông còn 3 năm nữa để nghỉ chế độ khi 65 tuổi. Còn ông Lê Minh Trí mới vào Trung ương khóa 12, và nếu không thực sự xuất sắc, nổi trội hoặc có yếu tố thành tích đặc biệt để Trung ương giữ lại, thì ngay kể cả chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng rất khó để có thể giữ thêm một nhiệm kỳ. Hoặc có may mắn cơ cấu vào Bộ Chính trị khóa 13, thì ông Trí sẽ phải về hưu vào tháng 4 năm 2021. Xét về quá trình cống hiến và bề dày thành tích thì ông Bình hơn hẳn ông Trí về nhiều mặt. Cả hai đều xuất thân từ phía của Bộ Công an, nhưng thời điểm năm 2008 thì ông Lê Minh Trí làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một quận ở Thành Hồ, còn ông Nguyễn Hòa Bình đã là Thiếu tướng, Tổng cục Phó, Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra của Bộ Công an. Khi nhận định về vụ án bưu điện Cầu Voi, bà Lê Thị Nga trong báo cáo của mình đã gửi đến đoàn giám sát của Quốc hội cũng phân tích chi tiết và đưa ra quan điểm giống ông Tư Tạo, người đã từng kiến nghị với ông Tư Sang, tức là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, rằng cơ quan điều tra Long An đã sai phạm hết chuyện này đến chuyện khác, kết luận vụ án một cách không chứng cứ, thiếu khoa học sẽ gây ra tiền lệ về tư pháp rất nguy hiểm. Và công tác điều tra tố tụng không được phép sai sót dù là nhỏ nhất. Khi những cán bộ điều tra và cán bộ làm công tác tố tụng thờ ơ cầu thả trong việc kết luận về hành vi sai trái và đồng thời thiếu đi những bằng chứng cụ thể, thì đã làm ảnh hưởng lòng tin của người dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật. Vì thế nên việc cần hủy bản án và điều tra lại từ đầu là hết sức cần thiết. Nói đúng ra, vụ án bưu điện Cầu Voi xảy ra vào tháng 1 năm 2008, ở thời điểm mà ông Nguyễn Hòa Bình lúc đó đã là Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Và vào tháng 3 năm 2008, lúc đó ông Bình mới quyết định rời Tổng cục Cảnh sát để về làm Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Ở Việt Nam, cái gì cũng tin vào án tại hồ sơ và căn cứ vào lời khai của nghi can, nghi phạm. Nhưng chẳng ai dám tin lời khai đó là sự thật mà không phải là do bức cung hay dùng nhục hình để tra tấn một cách dã man để buộc bị can phải nhận tội. Hàng chục vụ công dân đã bị chết oan khất tại đồn công an là một minh chứng rõ ràng nhất. Dưới thời của ông Nguyễn Hòa Bình làm chánh án, nhiều phiên chất vấn tại Viện và tại Quốc hội, Viện Kiểm sát tối cao đã luôn bảo lưu ý kiến và không kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ngay từ tháng 7 năm 2011, lúc đó là ông Nguyễn Hòa Bình đã được luân chuyển về làm Ủy viên Trung ương và nắm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Trong các phiên chất vấn thì ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phản bác và để ngoài tai các kiến nghị của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Thậm chí Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn từ tháng 12 năm 2014. Dù có ai đốc thúc, dù có ai cố gắng thúc đẩy vụ việc này để giải quyết, nhưng lúc đó ông Nguyễn Hòa Bình đã là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đều phớt lờ luôn. Đã từng bị Trang Trung Dung quyền lực đánh cho tơi tả vào năm 2015 trước thềm Đại hội 12, chứng tỏ lực lượng an ninh trong Bộ Công an cũng không ưa gì Nguyễn Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đầy quyền lực đã không cầu thị khiêm tốn lắng nghe, nhưng bù lại ông có một khả năng để tạo thành thế, tạo thành lực. Và vì thế nên tôi nói rằng là ông Viện trưởng Lê Minh Trí nếu muốn chiến thắng chánh án Nguyễn Hòa Bình thì phải có lực, có cơ. Bởi vì ở thời điểm trước Đại hội 12, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị đánh tơi tả, nhưng giờ đây ông vẫn là một trong những người có khả năng lọt vào trong Ủy viên Bộ Chính trị.
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Giới am hiểu chính trường cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình đã phạm một sai lầm chết người khi quá tin vào mười mấy vị thẩm phán cận thần của mình. Nếu hôm đó ông Bình chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tuyên hủy án sơ thẩm và phúc thẩm cho điều tra lại, chờ qua đại hội 13 rồi tính tiếp, thì Nguyễn Hòa Bình chắc chắn có suất Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và đối thủ lẫn người dân trên khắp cả nước không có cớ gì để công kích ông. Nhưng ông Bình đã không đủ thâm sâu, không đủ tính toán ở khía cạnh chính trị này vì ông quá tự tin vào thế lực của mình, nên giờ đây có lẽ quả báo rồi sẽ phải trả cho ông Nguyễn Hòa Bình, nhất là khi cố gắng kết án oan một người vô tội. Có người nhận định rằng đây là thời điểm chúng ta cần tọa sơn quan hổ đấu. Rồi cuộc so găng đấu trí giữa ông Lê Minh Trí và ông Nguyễn Hòa Bình sẽ đi tới đâu? VOTV sẽ liên tục cập nhật cho quý khán thính giả trong các bản tin thời sự tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả. Mong quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ chương trình thời sự của chúng tôi trong các bản tin tiếp theo.